Loạt hành động yêu thương chăm sóc của Trấn Thành dành cho Harry Won, những cử chỉ quan tâm của Trấn Thành dành cho bà xã từ khi về chung một nhà khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Do thời gian bận rộn, nhiều lịch quay nên Harry Won luôn được ông xã Trấn Thành quan tâm chăm sóc, hỏi han và có khi tự tay vào bếp nấu ăn lúc 2 giờ sáng. Những hành động yêu thương của Trấn Thành dành cho Harry. Mới đây, đoạn clip ngắn hậu trường quay lại khoảnh khắc Trấn Thành ngồi dưới hàng ghế khán giả để đợi bà xã. Nam MC lộ gương mặt mệt mỏi lặng lẽ ngồi xem Harry Won quay hình trong một chương trình mới. Trấn Thành ngồi đợi vài tiếng để được gặp ít phút. Anh chăm chú ngồi xem Harry Won quay hình. Vì lịch diễn nhiều nên cả hai vợ chồng không thể gặp nhau thường xuyên. Tranh thủ thời gian quay rảnh rỗi, nam danh hài đã đến gặp bà xã. Cô diện bộ đồ ngủ giản dị không make up và ngồi trên đùi chồng một cách thoải mái. Cả hai tỏ ra tình tứ với nhau, nam MC nhẹ nhàng nựng và hỏi thăm bà xã. Harry Won tỏ vẻ nũng nịu khi đang ngồi trên đùi ông xã. Đây không phải lần đầu tiên nam MC chăm sóc quan tâm đến vợ. Cách đây không lâu, Trấn Thành tự tay xuống bếp vào lúc 2 giờ sáng phục vụ Harry Won, chứng tỏ mình là người am hiểu và nấu ăn, nên anh thể hiện rất nhiệt tình, đích thân làm cho cô món ăn quen thuộc. Harry Won khoe được chồng nấu ăn cho mình, dù lúc đó đã 2 giờ sáng. Hình ảnh Trấn Thành vào bếp nấu ăn cho vợ lúc nửa đêm khiến khán giả phải dành cho anh nhiều lời khen. Ngay trong MV, nam MC cũng quan tâm đút cho bà xã ăn. Là người chiều chuộng vợ nên anh cũng không ngại chi số tiền khá lớn vào những dịp đặc biệt để mua quà tặng Harry như đồng hồ, những kim cương, túi hiệu. Cuộc sống hạnh phúc của Trấn Thành và Harry khi về chung một nhà hơn 2 năm. Sau khoảng thời gian hẹn hò, cặp đôi chính thức về chung một nhà vào tháng 12/2016. Hơn 2 năm về chung một nhà, anh vẫn luôn được biết đến là nam MC hết mực cưng chiều vợ. Thậm chí anh chịu chi số tiền khá lớn để mua những món hàng hiệu cho Harry Won. Về chuyện con cái, nam MC còn không đặt nặng chuyện sinh con vì lo cho sức khỏe của bà xã. Trấn Thành từng chia sẻ vợ là người chịu thiệt thòi khi yêu và cưới anh. Ngày hôm nay tôi muốn kể cho quý vị nghe một câu chuyện về người con gái mà mới hôm qua đã phải hứng chịu biết bao lời đàm tiếu dị nghị, thậm chí là những lời chỉ trích. Nhưng sau tất cả những giông bão, tôi vẫn quyết định ở bên người con gái đó, mang đến hạnh phúc cho cô ấy và muốn cùng cô đi hết quãng đời còn lại của mình. Người đó chính là Harry Won. Nam MC nổi tiếng là người rất tâm lý và chiều chuộng vợ. Nhiều người ghen tị ngưỡng mộ cho rằng Harry Won chính là cô vợ hạnh phúc nhất trên đời, khi có sự nghiệp thành công lại được chồng yêu thương quan tâm hết mực, lo từng miếng ăn và san sẻ công việc.